Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC ngày 25 tháng 12. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, thì tính bình quân năm 2015, chỉ số giá sản xuất hàng công nghiệp đã giảm 0,58% so với năm trước. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2011, chỉ số giá sản xuất hàng công nghiệp giảm. Trong 4 quý năm 2015, chỉ duy nhất quý 1 có chỉ số giá sản xuất hàng công nghiệp tăng 0,15%. Các quý còn lại đều có chỉ số giá sản xuất hàng công nghiệp giảm lần lượt là 0,36, 0,78 và 1,34% so với cùng kỳ năm trước. Một số yếu tố chính tác động làm chỉ số giá sản xuất công nghiệp năm 2015 giảm, gồm có giá dầu thô thế giới giảm mạnh, nhiều đợt đã tác động làm giảm giá dầu thô trong nước. Đồng thời, chi phí sản xuất như nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào ổn định. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố giữ cho chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng nhẹ như giá điện, nước được điều chỉnh tăng lên trong năm. Bộ Công Thương cho biết, tình hình tồn kho của một số nhóm sản phẩm vẫn ở mức cao như sản phẩm đồ uống, kim loại đúc sẵn, trừ máy móc thiết bị, thực phẩm chế biến. Các doanh nghiệp đã phải giảm giá để đẩy mạnh bán ra. Theo thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, thì sắp tới sẽ không thực hiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các trường hợp nộp hồ sơ dự án sau ngày cuối cùng của năm ngoái. Tổ công tác gia hạn nộp tiền sử dụng đất thuộc Cục Thuế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan sẽ không thực hiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các trường hợp nộp hồ sơ dự án sau ngày 31 tháng 12 năm 2014, bao gồm cả trường hợp đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất nhưng việc nộp tiền sử dụng đất của dự án được xác định thu nộp theo Nghị định 33 của Chính phủ ban hành trước đây. Bên cạnh đó, thì các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật công nghiệp mà từ đầu tháng 7 năm ngoái chưa thực hiện xác định giá đất và thu nộp tiền sử dụng đất tại thông tư 192 của Bộ Tài chính cũng không được áp dụng việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 33. Thưa quý vị, thời gian tới thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng sẽ được các tổ chức tín dụng cho vay tối đa 70% vốn đầu tư của dự án khi đầu tư vào dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Đây là một trong những nội dung trong dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước nhằm hướng dẫn các chính sách tín dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo nội dung dự thảo, để được vay mức vốn như trên, doanh nghiệp phải có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, được xác nhận ưu đãi theo Nghị định 111 của Chính phủ, đồng thời được tổ chức bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh vay vốn. Các doanh nghiệp này phải có tổng giá trị tài sản thế chấp tại tổ chức tín dụng tối thiểu 15% giá trị khoản vay và tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư. Có 6 nhóm ngành thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, bao gồm ngành dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với các tỉnh thành từ năm 2001. Qua 4 năm thì không chỉ mở rộng về quy mô, chương trình cũng đi vào chiều sâu hơn với việc tăng liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp thành phố với doanh nghiệp các tỉnh. Năm nay thì chương trình này được nâng chất với việc ưu tiên kết nối những sản phẩm đạt các chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm vào hệ thống phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quang cảnh buổi kết nối cung cầu hàng hóa năm 2015 giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành diễn ra mới đây. Điểm khác biệt dễ nhận thấy trong các gian hàng tham gia năm nay so với các năm trước là ngoài trưng bày hàng hóa, các doanh nghiệp còn đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy nhất các chứng nhận sản phẩm đạt những tiêu chuẩn an toàn như là VietGAP, GlobalGAP, HACCP. Không chỉ những thực phẩm thiết yếu như là rau củ quả, gạo, thịt, gia súc, gia cầm có chứng nhận an toàn, một số đặc sản của các địa phương hay các sản phẩm ít có nhu cầu như là dưa cải chua, tàu hủ kia vẫn có đầy đủ chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. An Giang chúng tôi cũng đã liên kết với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cái cung cầu vừa qua cũng rất là thành công. Thì các năm qua các sản phẩm có lợi thế An Giang như là lúa, cá, rau màu và các cái sản phẩm tiểu thủ công nghiệp là những cái sản phẩm mà chúng tôi đưa vào hệ thống phân phối vừa qua cũng rất là thành công. Do đó thì cái lần này thì chúng tôi cũng tiếp tục chọn những cái sản phẩm mà có lợi thế, bên cạnh đó thì những cái sản phẩm cũng đạt các cái tiêu chuẩn quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và các cái tiêu chuẩn mà các cái hệ thống phân phối đặt ra. Đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh thành năm nay, bên cạnh mở rộng số lượng chủng loại mặt hàng tham gia, thành phố ưu tiên hỗ trợ đưa các sản phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại lẫn truyền thống trên địa bàn. Năm nay đa số các sản phẩm trưng bày là đều là những cái sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, HACCP và có những cái chứng nhận về an toàn thực phẩm để giới thiệu đến các hệ thống phân phối kết nối và phục vụ cho người tiêu dùng.
Cái mới thứ hai mà chúng tôi là quan tâm là năm nay mục tiêu chúng tôi là kết nối đối với tiểu thương các chợ truyền thống. Cho nên năm nay chúng tôi mời là gần 700 thương nhân để chúng tôi tại 17 chợ loại 1 và các chợ loại 2 trên địa bàn thành phố đến để xem hàng hóa và có thể kết nối đưa vào cái chợ truyền thống. Tham gia kết nối, nhiều địa phương cho biết qua 4 năm triển khai, cái được lớn nhất của chương trình không chỉ ở giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của địa phương, mà ở việc đã làm thay đổi rất lớn bộ mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các tỉnh. Các cái doanh nghiệp phân phối, các cái doanh nghiệp chế biến của thành phố thì đặt hàng với các cái doanh nghiệp của Đồng Tháp, thì trên cơ sở những cái mặt hàng mà chất lượng không đảm bảo, trên cơ sở những cái mặt hàng mà giá cả chưa có cạnh tranh lắm, thì các doanh nghiệp của Đồng Tháp, trên cơ sở phản ảnh của thị trường như thế, thì các doanh nghiệp của Đồng Tháp từ từ phải thực hiện các giải pháp, ví dụ như đổi mới dây chuyền sản xuất, đầu tư vốn cho công nghệ để mà giảm giá thành và thực hiện theo một cái quy trình sản xuất trong cái mặt hàng nông sản và thực hiện theo cái việc ghép hoặc là flow ghép. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn hàng thành phố sản xuất hiện nay chỉ đủ cung ứng khoảng 20-30% nhu cầu tiêu thụ. Do đó, thành phố vẫn phải phụ thuộc 70-80% nguồn hàng từ các tỉnh. Thông qua chương trình kết nối cung cầu, lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường thành phố được ổn định, góp phần bình ổn thị trường. Liên kết giữa doanh nghiệp thành phố với các tỉnh không chỉ ở các hợp đồng mua đứt bán đoạn mà đã đi vào chiều sâu hơn. Tình trạng các hợp đồng sau khi ký kết không thể triển khai cũng giảm hẳn. Các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường của chúng tôi đã liên kết đầu tư phát triển sản xuất tại các tỉnh gắn với doanh nghiệp tỉnh để là tạo ra cái sản phẩm. Thì riêng cái năm 2015 là chúng tôi đã có 9 cái dự án đầu tư của doanh nghiệp bình ổn và cái vốn là trên 1.100 tỷ đồng. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp các tỉnh, nếu các anh chị theo dõi 4 năm qua, sẽ thấy là cái chất lượng hàng hóa, bao bì mẫu mã, sản phẩm của doanh nghiệp tỉnh là tiến bộ hơn trước so rất là nhiều. Thông qua kết nối này và những cái ý kiến trao đổi của các nhà cung cấp, các nhà phân phối thì doanh nghiệp sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, kể cả bao bì mẫu mã và có khả năng không những cung ứng thị trường nội địa mà sẽ xuất khẩu rất lớn. Theo số liệu từ Sở Công Thương năm 2015, một lượng lớn hàng hóa đặc sản từ các địa phương cũng đã được xuất khẩu qua các kênh phân phối lớn của thành phố. Đơn cử như hệ thống siêu thị Co.opmart xuất khẩu gần 83 container hàng hóa sang Singapore, trị giá 1,3 triệu đô la Mỹ. Hệ thống Big C xuất khẩu gần 1.100 container, trị giá 25 triệu đô la Mỹ. Lotte xuất khẩu gần 750.000 đô la Mỹ hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc. Từ thực tế này, Sở Công Thương cho biết, định hướng của chương trình trong thời gian tới là tập trung cho những sản phẩm chất lượng, đạt cái tiêu chuẩn an toàn để cung cấp cho thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Phía các địa phương cũng mong muốn có những kết nối cụ thể hơn cho từng ngành hàng, từng nhóm doanh nghiệp để từ đó cung cầu hai bên gặp nhau một cách hợp lý hơn. Doanh nghiệp các địa phương theo đó cũng chủ động hơn trong quá trình sản xuất của mình. Mình phải kết nối cụ thể từng ngành nhóm hàng. Ví dụ như là cái mặt hàng, cái ngành nhóm hàng mà các cái doanh nghiệp sản xuất, các cái doanh nghiệp xuất khẩu của thành phố cần thì đưa yêu cầu xuống các tỉnh và các tỉnh sẽ trên cơ sở cái yêu cầu của các doanh nghiệp thành phố thì các tỉnh sẽ triệu tập các cái doanh nghiệp lại sản xuất mặt hàng đó để hai bên gặp nhau cho nó cụ thể hơn và nó khỏi bị dàn trải. Sở Công Thương thành phố cho biết hiện nay thành phố đang mở rộng mô hình chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ tăng lên trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp sản xuất theo chuẩn an toàn như là VietGap, GlobalGap ở các địa phương. Thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đã có những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số VN Index tiếp tục tăng điểm nhờ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức thấp. Khởi động phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN Index diễn biến tích cực nhờ vào lực đẩy từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vincom và GAS. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến cổ phiếu Masan khi bất ngờ đạt kịch trần sau chuỗi phiên dài gần như là không biến động đáng kể. Hoạt động giao dịch trên sàn tiếp tục duy trì ở mức khá yếu với tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, áp lực bán bắt đầu tăng tốc khiến VN Index thu hẹp dần đà tăng điểm. Cổ phiếu Masan tiếp tục là lực đỡ chính cho thị trường, trong khi nhiều mã chủ chốt khác lại dần hạ nhiệt. Mặc dù thị trường lấy lại xu thế tăng, nhưng sự e dè của nhà đầu tư vẫn đang chiếm ưu thế. Khép phiên, VN Index tăng gần 0,3% lên mốc 567,67. Khối lượng giao dịch đạt trên 100 triệu đơn vị, nhưng thỏa thuận đã gần 30%. Tại sàn Hà Nội, sắc xanh chỉ giữ được vào đầu phiên sáng nhưng lại giảm điểm dần về cuối phiên. Thị trường thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu chủ chốt càng khiến cho hoạt động khớp lệnh trên sàn giảm mạnh hơn.
giao dịch thỏa thuận đã chiếm gần 50% trong phiên. Đóng cửa thị trường, HNX Index giảm 0,26% xuống còn 78,09 điểm, thanh khoản đạt hơn 510 tỷ đồng, tương đương trên 50 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sau ít phút giải lao, mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin về thị trường châu Á. Nhiều công ty tại Trung Quốc tăng cường triển khai hệ thống làm sạch không khí văn phòng nhằm trấn an nhân viên. Lo ngại những cảnh báo về âm mưu tấn công, Indonesia thắt chặt an ninh dịp lễ Giáng sinh và năm mới.